Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi căn nhà ở ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Khu vực này á, người dân gọi là khu Bàn Cờ, ngay trung tâm của xã Thanh Điền nha cô chú anh chị. Căn nhà bây giờ Tấn quay á là căn bên đây nha. Hướng đông, mặt tiền đường bê tông. Thì bữa trước á, Tấn có quay chỗ này một lần rồi, là Tấn quay hai căn liền kề. Đây, hai căn này ha. Thì chủ nhà đã bán được căn hai mặt tiền này rồi nha cô chú anh chị. Đây bên hông là đường bê tông nè. Thì cái căn hai mặt tiền này là bán rồi. Bây giờ là còn lại căn bên đây. Chiều ngang là 5m và chiều dài là 22m57. Tổng diện tích là 112,8m2. Bây giờ em Hằng bán với giá 1 tỷ 160 triệu. Nhà hướng đông nha cô chú anh chị. Nhà xây mới 100% nha. Có tặng một số món nội thất trong nhà đó. Ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh. Ngay chỗ này là ngay trung tâm của xã luôn. Trong vòng bán kính á, chừng cỡ 700 mét thôi là chúng ta sẽ có nè. Chợ, ủy ban xã, hai cái trường mẫu giáo, một trường tiểu học, một trường cấp 2, nhà văn hóa, trạm y tế, công viên, cụm công nghiệp Thanh Điền. Ở cái chỗ này là cách quốc lộ 22B á. Ở đây mình đi thẳng ra là quốc lộ nè cô chú anh chị. Là 800 mét. Còn đi ra hướng này 100 mét thôi là đường nhựa liên xã. Đi ra hướng này 100 mét cũng là đường nhựa luôn. Còn đi ra hướng này là chợ nè. Cái đường mặt tiền ở trước nhà là đường bê tông, là ngay bên hông của nhà thờ nha cô chú anh chị. Đây mình ra cỡ chừng 300 mét thôi là nhà thờ nha. Rồi xã Thanh Điền này là giáp ranh với thành phố Tây Ninh. Từ đây vô bến xe Tây Ninh, vô chợ Tây Ninh á, là 4 cây rưỡi. Còn vô vòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh á, là 5 cây rưỡi nha. Đây, bây giờ căn nhà mà Tấn quay là căn bên tay phải, căn đang mở cổng nha cô chú anh chị. Còn căn bên tay trái, hai mặt tiền này là bán rồi nha. Đây, ngay góc ngã tư thì cô chú anh chị thấy nhà cửa dân cư ở đây á, cực kỳ đông luôn. Đường bê tông hết á, có đèn đường. Đó, đi ra hướng này có 100 mét là đường liên xã nè. Đi ra hướng này cũng 100 mét luôn là đường nhựa. Có cái sân cầu lông nha cô chú anh chị, câu lạc bộ cầu lông á, kế bên này luôn. Trong khu dân cư nhà cửa rất là đông luôn á. Theo định hướng phát triển là từ đây tới năm 2030 Thanh Điền này sẽ lên thị trấn nè. Đường bê tông ở trước nhà đây. Hai chiếc ô tô nhỏ nhỏ là tránh nhau được nha. Ở đây mình nhìn ra là thấy chớp nhọn của nhà thờ nè cô chú anh chị. Cái đường này là bên hông của nhà thờ luôn. Đây ra nhà thờ á là hơn 300 mét ha. Và đi thẳng cái đường này là ra quốc lộ 22B ngay chỗ trường dạy lái xe Tây Ninh á. Ai chưa có bằng lái thì ra đó học rồi thi luôn. Xe máy rồi ô tô luôn. Căn nhà này là hướng đông nha cô chú anh chị. Chiều ngang là 5m, chiều dài là 22m57. Ở trước sân nè. Đó, lát gạch vỉa hè. Có bồng bông đồ phía trước. Cổng là có đèn trang trí trên nữa nè. Đó, nhà này xây thiết kế cái kiểu đẹp nha cô chú anh chị, kiểu nó hiện đại ha. Cái gạch lát sân ở trong cũng đẹp nữa nè. Thì sân này là có thể đậu được ô tô nha cô chú anh chị. Cổng là khung sắt. Đó. 1 tỷ 160 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ em Hằng nha. Đất này hiện tại là có sẵn 50 mét vuông thổ cư rồi nha cô chú anh chị. Còn lại là đất cái lâu năm nha. Ở phía trước nhà nè, có bồn trồng bông nữa. Rồi có một cái cửa sổ hình tròn. Và cái mặt dựng của nhà nè, cô chú anh chị thấy hiện đại không? Nó khá lạ so với những cái mẫu nhà truyền thống ở Tây Ninh nha cô chú anh chị. Bậc thềm bước lên nhà hai bậc, phong thủy tốt luôn. Đó, ngăn cách với nhà bên cạnh là một cái bức tường. Thì hai căn này á là xây tường riêng nha. Đây, cái sân khá là rộng nè cô chú anh chị. Có thể đậu được ô tô nha. Đó, và cái vỉa hè ở trước cũng rộng nữa. Cũng như cô chú anh chị ở đây á, là chúng ta có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán cũng được á. Mình có thể làm mấy che ở trước, mình bán tạp hóa chẳng hạn. Bậc thềm bước lên nhà hai bậc nè. Cửa khung sắt, kính cường lực. Thì cô chú anh chị sẽ được tặng bộ ghế sofa
bộ rèm cửa. Ở dưới nhà bếp là có cái bàn ăn nữa. Đó, được tặng một số món nội thất nha. Làm trần thạch cao nè cô chú anh chị, có đèn led và đèn chùm trang trí. Cửa sổ bên đây là mở được nha, tại vì không có liền tường với nhà hàng xóm. Đây, cửa lùa. Đó, hàng xóm ta xây thục qua bên kia đó. Còn bên đây là cái không gian rất là rộng nha, mở cửa được. Đường điện đi âm tường, gạch men nhấn tường á, là cao 1m6, màu trắng xám. Gạch lát nền 60-60. Tặng cái tranh trang trí luôn nè cô chú anh chị. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả nha. Bộ rèm cửa màu xám xám tím tím. Điện nước là có sẵn nha cô chú anh chị. Nước ở đây là sử dụng nước giếng khoan nha. Đây, từ trong nhìn ra ngoài sân nè. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Cái đèn led ở trên á là ở ngoài nó không có chớp nha, do quay vô camera nó chớp vậy đó cô chú anh chị. Rồi, nhà là hai phòng ngủ nè. Và làm trần thạch cao hết luôn nha. Trong phòng ngủ cũng trần thạch cao, ở ngoài hành lang cũng trần thạch cao luôn. Ở dưới nhà bếp cũng trần thạch cao luôn. Đó, thạch cao toàn bộ, rồi gạch men dán tường cũng xuyên suốt hết nhà luôn. Đường dây điện gắn máy lạnh là có đi sẵn nha. Có một cái cửa sổ nhỏ bên trên. Phòng ngủ này Tấn thấy là cũng rộng rãi thoải mái đó cô chú anh chị. Đây phòng ngủ thứ hai nè, cửa là khung sắt hết nha, kính cường lực. Nhà mới 100% nha cô chú anh chị, mới vừa xây xong luôn á. Đường dây điện với đường ống thoát nước của máy lạnh nè. Thì cái giá bán 1 tỷ 160 triệu á là cô chú anh chị sẽ được trọn gói luôn nha. Vừa có nhà, đất, rồi được bao hết giấy tờ luôn và được tặng một số món nội thất nè. Ở trên phòng khách là ghế sofa, rèm cửa, còn dưới nhà bếp là bộ bàn ăn 4 ghế bằng gỗ vậy ha. Đây, khu vực nhà bếp nè cô chú anh chị. Ngay bếp là có cửa sổ mở được luôn, không có liền tường với nhà hàng xóm. Học tủ nhôm quá chừng nè. Đó, cái bếp khá là rộng nha. Có tấm kính màu xanh nữa. Đây, không gian rộng rãi nè cô chú anh chị. Nhà tắm riêng, toilet riêng luôn nha. Dưới nhà bếp cũng làm trần thạch cao luôn nè. Có gương, có lavabo đồ luôn. Đây, bồn rửa chén, học tủ nhôm bên dưới, học tủ nhôm 2 tầng bên trên. Đây là tấm kính màu xanh và cửa sổ ngay chỗ nhà bếp nè. Đó, không có liền tường với hàng xóm nha cô chú anh chị, cho nên là mở cửa sổ ra nó thoáng mát nha. Mình nấu nướng thì mở cửa sổ cho khói bay ra ngoài. Cửa là làm cái cửa lùa đó. Cái khung ngoài là khung nhôm, còn khung trong là khung sắt nè. Đó, khu vực nhà ăn, nhà bếp này khá là rộng luôn nha. Ghế này là có lót nệm nữa nè cô chú anh chị. Trọn gói 1 tỷ 160 triệu. Lavabo, gương. Đây, nhà tắm nè. Đường ống nước nóng lạnh á là chủ nhà có làm sẵn luôn, nên nếu cô chú anh chị muốn gắn máy nóng lạnh thì có đường ống sẵn này nha. Dán gạch men lên tới trên. Bên trên là đủ đúc luôn nè. Đó, nhà tắm khá là rộng nha. Cửa nhôm, kính mời. Toilet nè cô chú anh chị, bồn cầu liền khói.
dán gạch men tới trên, có cửa thông gió luôn. Ở bên đây có trang trí dán gạch này cô chú anh chị, và có một cái ô cửa sổ ngay chỗ này nha. Dán gạch men từ trước ra tới sau luôn. Và đây là cái sân sau. Ở máy giặt là chúng ta để ngay góc này nha, có ổ điện nè, rồi có ống nước vô nước ra nè. Ở sau thì lát gạch sân vườn. Đó, và có xây tường cao lên, bên trên là mấy tre nè, có mắng sói luôn nha. Rồi có khung sắt lưới B40. Đó, cái tường này á lẫn cao hơn 2 mét nha cô chú anh chị. Rồi bên trên là khung sắt lưới B40 nè. Thì cái chiều ngang ở sau nè cô chú anh chị là khoảng 1m2 nha, hai tấm gạch nè. Đường ống nước nóng lạnh là có đi sẵn, ống nhựa Bình Minh nha. Bồn nước inox thì để bên trên. Cửa hậu phía sau là khung sắt luôn. Đó cô chú anh chị thấy căn nhà này hoàn thiện 100% luôn. Bây giờ cái giá bán á 1 tỷ 160 triệu là trọn gói nha. Cả nhà và đất rồi bao hết giấy tờ cho cô chú anh chị. Trong vòng bán kính là chừng 700 mét thôi là có chợ, ủy ban xã, nhà thờ, hai cái trường mẫu giáo, một trường tiểu học, một trường cấp 2, nhà văn hóa, trạm y tế, công viên, bách hóa xanh, cụm công nghiệp Thanh Điền. Đó, và giáp ranh với thành phố Tây Ninh, cho nên là đi siêu thị Cơm Mắt hay là đi Vincom á, rất là gần nha. Cách vòng xoay trung tâm tỉnh, siêu thị Cơm Mắt, Vincom là khoảng 5 cây rưỡi, cách tòa thánh cao đài Tây Ninh á 10 cây, cách núi Bà Đen 15 cây. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là cỡ 82 cây số. Đây cô chú anh chị ơi, đây là giấy tờ của nhà đất đang cần bán. Thì trên màn hình cô chú anh chị đang thấy á, là tờ sổ hồng tổng của hai căn, là cái căn nãy giờ Tấn quay với lại căn hai mặt tiền luôn á. Thì bây giờ chủ nhà mới tách ra làm hai sổ nha. Ở trên sổ hồng này á, thì chiều ngang là 10 mét nè, là bây giờ cắt ra mỗi căn nhà là chiều ngang 5 mét, và chiều dài là 22m57. Thì chúng ta thấy trên cái sơ đồ sổ hồng này á, vị trí rất là đẹp nha cô chú anh chị, hai mặt tiền luôn, ngay góc ngã tư luôn. Thì cái căn hai mặt tiền á là bán rồi nha. Đây, từ một tờ sổ hồng tổng là mới tách ra làm hai thửa như thế này nha. Căn góc hai mặt tiền bán rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm cái căn phía trong nè. Thì nhà này á là hướng chánh đông, mặt tiền đường bê tông 10 mét. Diện tích nhà chiều ngang đúng 5 mét, ở trước 5, ở sau 5. Còn chiều dài á là 25m57. Địa chỉ là ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trích lục là có mộc đỏ của văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành nha. Cho nên là chủ nhà sẽ bao hết giấy tờ cho cô chú anh chị luôn, bao ra sổ hồng riêng đứng tên cô chú anh chị luôn nha. Thì chúng ta thấy tổng diện tích á là 112,8 m², hiện tại là có 50 m² thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Đó, từ một tờ sổ hồng riêng là ngang 10 m thì chủ nhà mới tách ra làm hai để xây nên hai căn nhà này nha cô chú anh chị. Mỗi căn là chiều ngang 5 m á. Thì bữa Tấn quay hai căn là cái căn hai mặt tiền này bán rồi, bây giờ còn lại một căn duy nhất thôi, 1 tỷ 160 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ em Hằng nha. Đây, coi lại vị trí nè cô chú anh chị. Thì những cái đường ở đây á, lộ giới là 10 mét hết nha. Đường này 10 mét, đường mặt tiền của nhà cũng 10 mét luôn. Cách đường liên xã có 100 mét thôi, kinh doanh buôn bán rồi nhà cửa dân cư đông. Thì nếu cô chú anh chị muốn mua căn nhà này là alo cho em Hằng nha. Số điện thoại này là có Zalo nè. 0388 282 193. 0388 282 193. 0388 282 193. Gặp em Hằng nha. Định vị Google Maps là Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả.
Đó, khu này gọi là khu bằng cờ nha cô chú anh chị. Đi khoảng 100m là có ngã cái ngã tư à. Đây chúng ta nhìn ra nè, quá chừng bản giao thông ngã tư luôn. Đó, đi thẳng ra là ngay bên hông của nhà thờ và ra quốc lộ 22B ngay trường dạy lái xe của tỉnh Tây Ninh nha. Đây cô chú anh chị ơi, đây là trường trung học cơ sở Võ Văn Truyện nè. Là kế bên nhà thôi. Trong vòng bán kính là chừng khoảng vài trăm mét thôi là có đầy đủ tiện ích nha cô chú anh chị. Bên phía tay trái là đường vô công ty Bando Vina nè, là thuộc cụm công nghiệp Thanh Điền á. Đây là trường mẫu giáo Thanh Điền, nhà gần tới hai trường mẫu giáo lận. Một trường tiểu học, một trường cấp 2. Đây là nhà truyền thống của xã nè. Rồi nhà văn hóa xã. Còn đây là ủy ban xã Thanh Điền, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nè cô chú anh chị. Đó, ủy ban xã. Đây, ngay ngã tư ủy ban xã thì nếu quẹo phải là ra quốc lộ 22B. Quẹo trái là đi tới nhà, rẽ thông ra đường liên xã. Đã quẹo trái là tới nhà cũng được luôn. Còn đây nè cô chú anh chị, cái đường mặt tiền của nhà là ngay phía trước mặt nè, cặp bên hông của nhà thờ luôn á. Đó, kế bên ủy ban xã, kế bên trường cấp 2, trường mẫu giáo. Rồi nhà văn hóa xã ha. Thì bên phía tay trái của chú anh chị thấy một căn nhà lầu mới xây rất là bự. Đây, cái đường vô nhà, đường mặt tiền của nhà là cặp bên hông của nhà thờ luôn nè. Cho nên là dễ biết nha. Ngay chỗ này là ngã tư luôn cô chú anh chị. Nếu quẹo phải là ra quốc lộ 22B nè, còn quẹo trái là vô nhà nè. Đó, thì cái đường bê tông này chính là đường mặt tiền của nhà luôn nha. Đây mình chạy vô nhà bên tay phải để Tấn quay cho cô chú anh chị coi chợ đồ đăng đầy ha. Đây giáo xứ Phước Đèn nè. Đó, trong vòng bán kính là 500-700m thôi, đầy đủ tiện ích hết trơn. Gần cụm công nghiệp Thanh Đèn, giáp ranh với thành phố Tây Ninh nè. Mấy ngói đỏ phía bên trái là trường tiểu học Thanh Hùng nè. Rồi ngay khúc này là công viên tượng đài Trụ Nhọn. Rồi trạm y tế, nhà văn hóa của ấp. Rồi chợ Thanh Đèn. Có cây xăng nữa. Bách hóa xanh nữa. Ở Thanh Đèn này tương lai sẽ là thị trấn nha cô chú anh chị. Đây bên phải là có cây xăng nữa nè. Có mấy máy tập thể dục đây nữa nha. Quẹo phải là ra quốc lộ 22B nha. Còn bên đây là nhà lồng chợ Thanh Đèn nè. Rồi trạm y tế nè, nhà văn hóa nè. Và trước mặt cô chú anh chị thấy là bách hóa xanh. Đó, còn bên đây là trường tiểu học Thanh Hùng. Đây, bây giờ Tấn sẽ quay thêm một đoạn là từ ngay căn nhà đang cần bán chạy ra chợ nữa. Đó, nếu chúng ta đi cái đường bên hông nè cô chú anh chị là ra chợ nó ngắn nè. Nhưng mà Tấn sẽ chạy vòng ra đường liên xã cho cô chú anh chị coi cái đường nhựa bự ngoài đây. Cách nhà có 100m thôi. Ở trong vòng bán kính vài trăm mét thôi là chúng ta sẽ có được rất nhiều tiện ích luôn nha. Nếu kể ra chắc khoảng mười mấy cái tiện ích luôn á. Trường học có nè, trạm y tế, chợ, bách hóa xanh, nhà thờ, công viên. Thì ở đây ngoài nhà thờ là vẫn có chùa, đạo Phật, rồi thánh thất của đạo Câu Đài. Đó, tôn giáo nào cũng có nha. Đường này là đường liên xã nè cô chú anh chị. Từ trong nhà ra mình quẹo phải nè. Còn nếu quẹo trái á, là có công ty Vina Giỏ. Rồi ra đường tỉnh lộ 786. Còn giờ mình quẹo phải thì phía trước mặt chúng ta thấy mái ngói màu đỏ là trường mẫu giáo đó. Nãy kế bên ủy ban xã có cái trường mẫu giáo thì ở đây là có thêm cái trường mẫu giáo nữa. Đó, khu này là tới hai trường mẫu giáo lận. À, nếu đi thẳng á, là sẽ về xã An Bình, rồi thông ra ngã tư Tâm Hạp, lên thị trấn Châu Thành. Còn bây giờ mình quẹo phải nè. Cái khúc này á, là ở xã Thanh Đèn nè cô chú anh chị. Là giáp ranh với thành phố Tây Ninh, rồi gần sư đoàn 5 của quân khu 7 nữa. Cho nên là cán bộ công nhân viên chức á,
rồi cán bộ quân đội là người ta ở khu vực này rất là nhiều nha. Người ta mua đất cất nhà hay là mua nhà đó để định cư khu này nhiều lắm. Tại vì đi vô thành phố làm tiện nè. Rồi gần sư đoàn 5 quân khu 7 nữa là cán bộ quân đội cũng nhiều luôn. Theo định hướng phát triển từ đây tới năm 2030, Thanh Điền này sẽ lên thị trấn, là lên đô thị loại 5 đó. Thầy lúc nãy Tấn quay từ ủy ban xã đi tới, cô chú anh chị đã thấy chợ, thấy Bách Hóa Xanh rồi đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn lại một lần nữa. Đây, Bách Hóa Xanh nè. Nãy giờ chạy giống như vòng tròn vậy. Bách Hóa Xanh chỗ này rất là bự luôn nha. Rồi trường tiểu học Thanh Hùng bên phải nè, phía trước là công viên trụ nhọn nè, còn bên tay trái là khu chợ nè. Rồi nhà văn hóa, trạm y tế là ngay chỗ này luôn. Đây là công viên, công viên tượng đài trụ nhọn. Quẹo phải chỗ này là quay lại nhà thờ, quay lại vị trí của căn nhà, quay lại ủy ban xã nè cô chú anh chị. Đó, còn trước mặt là có cây xăng đó. Này, để Tấn quẹo phải chỗ này để hướng ra quốc lộ 22B cho cô chú anh chị coi nha. Từ đây ra quốc lộ là có 500m nữa thôi. Đó, bên phải là cây xăng, rồi ngay khúc này là có tiệm vàng rồi nè. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Chỗ này cách bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh đó là khoảng 82 cây. Còn vô trung tâm thành phố Tây Ninh đó là khoảng 6 cây nha. Cái đường nằm ngang bự ở trước là quốc lộ 22B đó cô chú anh chị. Quẹo phải là cụm công nghiệp Thanh Điền, ngã tư Thanh Điền vô thành phố Tây Ninh. Còn quẹo trái là hướng lên sư đoàn 5, lên thị trấn Châu Thành nha. Đó thì Tấn sẽ kết thúc video clip ngay chỗ khúc quốc lộ 22B này. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất, Zalo 0339 120 133.